Kính chào quý vị tại chương trình Y tế Cộng đồng của Tổ ấm Family Choice Health Network. Bữa nay, một lần nữa, mình có bác sĩ Alan Thái Trần, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và Reconstructive Surgery và một người bác sĩ ngồi trên ban điều hành của Tổ ấm Family Choice. Kính chào bác sĩ Alan Thái Trần. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào quý vị. Dạ. Thì bữa nay đó, bác sĩ Alan, mình muốn nói một tí đó, là về cái mạng lưới của mình, cái website familychoicehealthnetwork.com, hay là mình có bắt đầu mình thay đổi tại cái đó nó hơi dài, thế nên mình có, quý vị có thể đánh lên cái máy computer familychoicehealthnetwork.com hay là familychoicehn.com hay là familychoice.com, nó cũng vô tới cái mạng lưới này. Quý vị thấy trên TV đó là familychoicehealthnetwork.com, nhưng mà cái đó nó hơi dài, thì nó có nhiều thành viên họ hơi confused. Thật ra bây giờ mình làm nó ngắn lại, familychoicehn.com hay là familychoice.com, nó cũng vô cái này, vô thẳng cái này. Với lại cái phần thứ hai đó là bác sĩ Alan với ban điều hành đó làm việc rất nhiều, tặng mình biến cái này ra thành tiếng Việt Nam và tiếng Spanish. Vâng. Thành ra hỏi bác sĩ Alan là cái này cũng phức tạp lắm không? Vâng, thưa bác sĩ Dylan và quý vị. Thì theo tôi thấy đó, thì cái này là trong một cái phương pháp mà chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng chúng ta, là tại vì đôi khi gọi nếu mà muốn thêm tài liệu về tổ hợp y tế, hoặc là muốn kiếm bác sĩ gia đình, hoặc là bác sĩ chuyên khoa, hoặc là muốn coi cái bảo hiểm nào mà chúng Family Choice, nghĩa là tất cả tại tổ hợp y tế Family Choice Health Network ký hợp đồng với rất là nhiều bảo hiểm. Thành ra có nhiều cái tài liệu mà quý vị muốn xem, nhất là bây giờ trong thời buổi này thì ai cũng muốn lên mạng, lên internet nghiên cứu về tổ hợp, nghiên cứu về bác sĩ đồ này kia. Thì chúng tôi trong cái công việc mà phục vụ cho quý vị thì đã bỏ rất là nhiều thời giờ, bỏ nhiều công đang tạo ra một cái website, một cái mạng lưới gọi là familychoicehealthnetwork.com. thì có, chúng ta cũng khởi hành được gần một năm chưa bác sĩ Đức? Hai năm rồi. Gần hai năm. Vâng, thì chúng ta cũng có nhiều thành viên, có nhiều người bác sĩ mà đã lên trên cái website này và cho chúng tôi biết là có những cái gì mà có thể giúp cho quý vị dễ coi hơn. Tại vì dù sao đi nữa thì nó cũng mới. Trước đây đó thì tôi thấy là có nhiều thành viên cũng giống như nhiều bác sĩ nói là có cách nào mà để lúc mà vừa mới mở lên cái website đó thì có thể vô kiếm bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên khoa dễ hơn. Thì chúng tôi đang làm việc với lại một cái hãng đang họ đổi cái website, cái mạng lưới này. Thì là quý vị nào mà có ý kiến gì thì cứ email cho chúng tôi sẽ đọc những cái yêu cầu của quý vị thì và ráng cố gắng làm sao cho cái website này rất là dễ coi, rất là dễ đặng tìm những cái tài liệu mà quý vị muốn. Dạ. Yeah. Theo lời bác sĩ Tòa, xin lỗi bác sĩ Alan đó, là nếu quý vị lên cái mạng lưới này đó, quý vị cái mạng lưới này là quý vị phải play around with it, quý vị phải nghiên cứu. Cái này nó cũng có, mình cũng phải spend 10-15 phút để mình chơi với cái này. Nhưng mà cái mà bạn điều hành muốn làm đó là từ từ mình sẽ làm nó dễ hơn. Là tại vì đó, tôi cũng vậy, tôi mà lên một cái mạng lưới nào mà nó confusing quá, nó rắc rối quá đó, tôi cũng chán, tôi bỏ đi ha. Thành ra ban điều hành đưa ngay bây giờ làm việc đặng làm cái mạng lưới này nó dễ dùng hơn, cái đó là quan trọng nhất phải không bác sĩ? Vâng. Tại vì dù sao đi nữa nó có nhiều tài liệu nhưng mà khó kiếm thì nó cũng không có hay lắm. Thành ra chúng tôi sẽ nghĩa là nhờ quý vị giúp ý kiến email hoặc là gọi điện thoại. Mà gần đây nếu mà quý vị không có nhớ số điện thoại của Family Choice thì như chúng ta cũng có hai cái billboard phải không, hai cái bảng lớn bác sĩ? Dạ. Bây giờ cái số nhất đó là mình làm bằng dễ cho thành viên đó, là mình có số telephone mới 1-800 new doctor. Ngay bây giờ trên màn hình đó quý vị có thấy là cái đó là 1-800 new doctor, cái đó dễ nhớ. Là quý vị có câu hỏi gì đó về Family Choice, quý vị cứ gọi 1-800 new doctor. Với lại
tiếp lời bác sĩ Alan đó là mình có hai cái billboard đặng mình giúp quý vị hiểu hỏi thêm về Family Choice. Một cái billboard đó là đường Brookhurst với lại Bouchard. Cái đó nó nằm trên đường Brookhurst phải không bác sĩ? Đúng rồi, nó nằm trên đường Brookhurst. Mình đi về phía Nam thì cái billboard trước khi tới đường Hazard đó, thì nó bên tay trái nếu mà mình lái xe về phía Nam. Còn cái bảng thứ nhì đó nó trên đường Beach. Cái bảng này đó thì nó trên đường Beach. Mình cũng lái xe về phía Nam nhưng mà mình phải thoát qua cái đường McFadden. Sau khi mình thoát qua cái đường McFadden đó thì nó bên tay mặt trước khi quý vị lên cái 405 freeway. Thì ban điều hành muốn quý vị gọi vô 1-800-NEW-DOCTOR đặng cho góp ý kiến về cái billboard này và also về cái mạng lưới. Tại quan trọng nhất là mình làm mấy cái này là không phải là cho mình làm là cho thành viên của để phục vụ cho cộng đồng chúng ta và nhất là những thành viên mà của tổ hợp y tế Family Choice. Nếu mà nói về mấy cái billboard này là bác sĩ Dylan thì trên đường Beach là mình đi hướng bắc phải không? Là đi từ biển tới Westminster, giống như là đi từ thành phố Huntington Beach tới Westminster hoặc là đi ngược lại. Nó bên tay phải. Thành ra cái billboard ở đường Beach với McFadden đó thì mình phải đi hướng nam thuộc về Huntington Beach. Vâng, từ Westminster, đi ngược lại tới Huntington Beach. Xuống biển. Đi xuống biển đó thì đó, nó bên tay mặt. Còn cái ở Brookhurst đó, thì cũng đi về phía nam trên đường Brookhurst nhưng mà cái bảng đó nó bên tay trái. Vâng, thành ra quý vị nào mà có bạn bè hoặc là những người trong gia đình muốn hiểu biết về Family Choice thì những cái bảng này là một cách mà giúp quý vị hoặc là những người mới mà muốn nhập tổ hợp Family Choice. Và cái thứ hai là không những nếu mà quý vị có ý kiến về cái cách làm việc của Family Choice hoặc là những cái service nào hoặc là những cái phúc lợi nào quý vị muốn thì quý vị cũng có thể một là gọi vô, hai là email. Thường thường email cho Family Choice là email nào bác sĩ Dương? Nếu mà quý vị muốn email cho Family Choice quý vị phải lên cái mạng lưới familychoice.com hay là familychoicehn.com hay là familychoicehealthnetwork.com. Nó ba cái nào nó cũng dẫn tới cái website đó hết. Lúc tới cái website đó nó có một cái trang mà mình có thể bỏ cái email address vô cái trang này nè. Cái trang contact us đó. Đó thì quý vị bỏ tên vô, xong rồi quý vị bỏ cái return email address, xong rồi quý vị có thể đặt tất cả câu hỏi về y khoa, về bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, bảo hiểm, nhà thương, tất cả câu hỏi về y tế. Quý vị nên dùng cái này. Đang giúp tổ hợp Family Choice giúp quý vị hơn nữa. Vâng, thì tất cả những cái gì chúng tôi đã trình bày cho quý vị là để cho phục vụ quý vị và cộng đồng. Thành ra ý kiến của quý vị là đối với tôi giống như là quý như vàng. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là email không ai trả lời, nghĩa là đôi khi chậm chút xíu đặng trả lời hoặc là không trả lời, nhưng mà chúng ta đã coi qua những cái ý kiến của quý vị đóng góp và sẽ ráng làm sao mà làm cho một là cái tổ hợp nó phục vụ quý vị tốt hơn, hai là những cái website hoặc là những cái bảng quảng cáo nó có hữu hiệu hơn cho quý vị. Thành ra cũng giống như là chúng ta thường xuyên nói là gọi sự đóng góp của quý vị, sự tham gia của quý vị thì nó giúp cái tổ hợp nó phát triển, mà tổ hợp phát triển thì dành được nhiều phúc lợi từ chính phủ cho quý vị và cho cộng đồng. Dạ, bác sĩ Alan nói rất là hay, là cái tất cả mấy cái gì mà ban điều hành làm đó, mình bỏ ra rất nhiều tiền mà mình bỏ ra rất nhiều thời giờ là tại vì mình muốn cái tương lai của tổ ấm Family Choice và cái tương lai của tất cả mấy người thành viên của tổ ấm Family Choice đó, cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Cái đó là rất quan trọng. Cái motto của mình đó, cái lời sống của mình đó là member first, nghĩa là đó mình luôn luôn treat cái người thành viên của tổ ấm Family Choice là nhất, mấy chuyện khác là sao hết. Vâng. Dạ. Thành ra bữa nay
xin lỗi là tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Alan về mấy cái bú, là tại bác sĩ Alan chuyên khoa về giải phẫu, thành ra bây giờ bữa nay hết thì giờ, thành ra hy vọng bác sĩ Alan có thể come back tuần sau hay là tháng sau, mình sẽ nói thêm về cái mấy cái chuyện về cái bú mỡ, bú trong ngực, mấy cái đó rất là quan trọng. Bữa nay vâng. Xin lỗi mình hết thì giờ. Vâng, bác sĩ Dylan, và quý vị nào có ý kiến muốn tôi chuyên khoa về thẩm mỹ và tái tạo, thành ra quý vị có cái đề tài nào mà hoặc là có câu hỏi nào muốn tôi nói trong những cái chương trình tới thì xin quý vị email hoặc là gọi vô cho tổ hợp y tế Family Choice Health Network, thì tôi sẵn sàng đón tiếp những câu hỏi của quý vị hoặc là trình bày những cái đề tài nào mà quý vị thấy hấp dẫn. Tại vì có rất là nhiều đề tài, tôi cũng không có biết cái nào mà quý vị thích, thành ra cho tôi biết thì tôi sẽ nghĩa là sẵn sàng. Dạ, thành ra quý vị có câu hỏi mà quý vị muốn nói chuyện với bác sĩ Alan mấy tuần sau đó, quý vị gọi 1-800-NEW-DOCTOR. Thành ra cảm ơn bác sĩ Alan và cảm ơn quý vị.